Trời, điểm dài nhỉ. Đó. Chân to như cột đỉnh. Về nhà mới ngoan nhá. Em được con của Siro hôm nay chủ đến đón. Đây cho mọi người ngắm con chó tí. Đó. Hôm nay thì nhìn nó cứng cáp lắm này. Đây, chủ đây. Quá đẹp dài luôn. Đàn chó này là có những con chó có thể nói là có những con chó con này hoàn hảo. Theo ý của mình thì nó là hoàn hảo. Đó. Mọi thứ của nó đều là tuyệt vời luôn. Từ đầu mặt này cho đến khung gọng, đến tính cách. Đây là đực nâu, hôm nay về với chủ. Đấy, nó đứng 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 đúng khung để cho nhìn luôn. Đây. Rất hài lòng về sản phẩm. Nhìn là nó giống nhau, nhìn cái đàn này là cho con nó giống nhau. Em đen này thì vào Buôn Mê Thuật, chủ thì đang chờ rồi. Chủ đang chờ lắm rồi. Ngoan nào. Ngoan, ngoan luôn. Đấy. Và hai anh em đẹp dài. Hai anh em đẹp dài. Đâu rồi, còn thanh niên còn lại đây, hai anh em đẹp dai từ Ý Yên Nam Định lên để đón đấy. Đấy, nhìn cái khung chân của nó chưa? Khi nó đi lại ấy, cái con chó mà chân nó khỏe thì cái chân sau của nó đi nó vuông chân. Cái chân của nó mà khỏe thì cái chân sau nó sẽ vuông chân. Còn chân trước thì dễ nhìn rồi, chân trước thì nó thẳng thì nó dễ nhìn rồi. Nhưng mà như đàn này là cái mặt của chúng nó đẹp và cái chất lông của chúng nó đều rất tốt. Trông lông nâu nâu đỏ, giống Siro ấy. Vàng là về sau là sẽ vàng cháy đấy. Cái dải vàng là về sau sẽ vàng cháy. Dải đi không? Dải đi. Cứ cho nó hít ngửi kệ nó, lỏng dây. Buồn tè thì nó sẽ tè. Ê! Hey. Ra đô thị chơi. Đấy. Bắt đầu là bây giờ là sau 30 phút ra bên ngoài chơi là bây giờ nó quen rồi, là nó quen. Là nó gì ngay. Nó tìm hiểu nó này kia. Cái con chó mà thần kinh của nó mà dạn chó ấy thì nó như thế, nó nhanh lắm. Hả? Tám anh để ở xe ngay sát kia rồi. Ngay sát xe, đít xe rồi, đang để thùng xe này. Chưa gì đang muốn ra. Chưa gì đang muốn ra xe đi về hả? Cứ từ từ nhá. Quen rồi, đi lên xe rồi ngồi. Điều hòa mát lạnh. Tí nó cho ngồi là phải tránh cái chỗ điều hòa thốc nhá. Vâng. Nếu điều hòa thốc thẳng vào nó là mình ngồi thì vừa, nhưng mà điều hòa thốc thẳng vào nó thì nó sẽ bị lạnh. Cũng ghế sau vậy. Ghế sau thoải mái. Mà xe lạnh. Xịn thì nó điều hòa nó có thốc vào nó chả sao đâu. Audi thì nó an toàn. Đó, đó, đó. Ê, con đá mẻ răng rồi. À, có đồ chơi cho nó đấy, có đồ chơi cho nó là cái em cả đồ chơi đấy đúng không anh? Có đồ chơi cao su đấy. Đồ chơi cao su thì nếu mà muốn ấy cứ mở cốp ra đấy, đồ ấy của nó đấy. Ôi, cứ đi em hỏi anh. Nó có ở đấy, có tẩy run không? Có tẩy run, có sữa tắm, có canxi chibi đúng không? Sữa tắm sữa tắm với chị nấm đúng không? Có sữa tắm với chị nấm đúng không? Anh cứ dặn riêng đi. Nó hết mà cái cá không cần mấy nữa. Chibi chứ thôi. Bây giờ là cứ cho một cốc nhựa đấy. Úi giờ. Đúng anh, một bữa là một cốc nhựa đấy anh. Mày mở toàn mở một cái hộp chibi ra, bên trong nó có cái thìa hả?
cứ một bữa là một cốc gì anh ạ? Cốc cám ấy thì là cứ cái một cái cốc nhựa hai lạng ấy. Vâng ấy. Thì là bây giờ là cứ một bữa là cho hơn một cốc. Một cốc nhựa mà. Bây giờ cái cám kia nó phải ăn khoảng tầm 4 lạng rưỡi 5 lạng. Hai cốc à? Một bữa. Một à, bữa. Đấy là một ngày thì một ngày ăn hai bữa thì. Vâng vâng. Một ngày ăn hai bữa thì là mỗi bữa là một cốc, hơn một cốc một tí. Còn cái chibi này thì cứ mỗi bữa cho nó nửa già thìa. Trong này vào đồ với đồ ăn ạ. Ờ em đảo luôn vào lúc em ngâm ấy. À, rồi. Cái này em đảo luôn vào lúc với nước em ngâm ấy, nó có cái một thìa. Ờ. Còn về sau nhá, về sau khi mà con chó nó to hơn rồi, cái lượng ăn nó nhiều hơn rồi. Ờ thế thôi, thế mỗi bữa cho thế. Về sau khi con chó nó to hơn rồi thì mày cứ lấy đúng cái vỏ này này. Cứ cám đúng bằng miệng vỏ này là đúng 4 lạng. Về bình thường anh đong là anh đều đong, tức là về sau ấy là nếu mà như bọn này nhá, ở cái tầm nó ăn nhiều nhất cho ăn là bé thôi, lớn thôi ấy. Không ăn, theo ăn cả đời chibi này là ăn cả đời. Để như cái như chân khỏe thứ vậy thì có mà không 5.000 một ngày ăn thua gì, tháng vẫn hai củ tiền thực phẩm đúng anh, thế khoảng tầm không. Nếu như bọn này cho ai nè, bọn này tuổi lớn của nó là tháng như những cái tháng sau đấy, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là nó ăn 2 triệu một tháng đấy. Đấy, đúng rồi. Nó ăn 2 triệu một tháng đấy. Còn khi nó trưởng thành rồi thì nó chỉ khoảng dao động khoảng tầm 1 triệu, hơn 1 triệu thôi, một tháng nữa. Không, nó chả có cái gì nó sơi được cả. Còn như bọn này là cái giai đoạn mà ăn nhiều nhất của nó phải ăn khoảng tầm 8 lạng một ngày. Đổ luôn cả nước anh. Ờ, nước uống bình thường là nước lã nhá. Nước lã. Nước uống bình thường ấy thì là nước lã đúng không? Nước ngâm hạt ấy chính là nước lã, nước uống bình thường ấy. Vâng. Em chỉ cần cho hạt vào, cho nước bằng hạt, không là em xúc chibi thì em đảo lẫn vào, em đảo lên rồi em cứ để đấy. Vâng. Đến khi nào ăn thì em lấy canxi, em cho nó một ngày một bữa là 2 viên canxi. Dầm. Không, viên canxi em cứ ném lẫn vào trong đồ ăn, em đảo lên là được. Là nó ăn hết luôn. Một ngày 2 viên canxi à? À, 3 viên. Một ngày 4 viên. Mỗi bữa 2 viên. Vâng, vâng. Thì con chó nó sẽ, cái khung nó sẽ như thế và cái lông nó sẽ như thế, nhìn mướt chưa. Mà đây nha, là sắp đến đợt tẩy giun của nó nhá. Vâng. Tức là tẩy giun đầu tháng thì hôm nay là hai mấy rồi. Vâng. Tức là sắp đến đợt tẩy giun tiếp theo, tức là trong người nó còn đang có giun rồi đấy, nhưng con chó nhìn nó vẫn mướt nhá. Ok chưa? Chưa được. Toàn. Ê. Toàn quay để cho nó xa, để cho đủ cá. Đó, đây nè. Bà ngoại đây. Ê. Ok. Được chưa? Tươi chưa? Ok. Rồi, ok.